Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nhé. Dựa vào cái nhu cầu của anh em, đó là ốc đầu của anh em thì bị hư quá nhiều đi, mà anh em cũng không muốn mà chúng ta bỏ một số tiền nhiều quá để chúng ta mua những cái bộ ốc da băng như là mình giới thiệu đợt trước, thì bên mình đã có một cái giải pháp cho anh em, đó là Indonesia anh em ạ. Cái gì khó thì để đồ Indonesia nó lo đấy. Indonesia ha, giờ các tay Indonesia. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Vì đây một bộ ốc cực đẹp luôn nhá, loại này rất là đẹp nha anh em. Bật đèn cho anh em coi này. Anh em thấy chưa? Rất là đẹp nha, không hề xấu nha anh em nha. Đầy đủ cho anh em lông đèn cũng như là ốc luôn. Mà bộ này rất là ok luôn nha. Nhưng mà giá nó thì bao nhiêu anh em? Giá là chỉ có 90 ngàn một bộ thôi. Anh em thấy giá ok không? Đó, 90 ngàn một bộ nha. Thì nếu như anh em mà chúng ta mà muốn tiết kiệm tiền nhưng anh em vẫn muốn có một bộ ốc ok, sử dụng ngon lành, hàng Indo, thì anh em có thể mình chơi bộ này về nhà gắn vô 90 ngàn thôi, tính là rẻ, chắc cũng ngang với lại rẻ hơn đồ Việt Nam luôn á. Nhưng mà giá này thì quá là ok rồi. Chất lượng thì đây, quay cho anh em coi từng chi tiết này. Đây, anh em thấy không? Đó, quay sát cho anh em coi luôn để anh em yên tâm. Đây, ốc của rất là đẹp nha anh em nhé. Đó, tinh tươm luôn, leng keng luôn nhá. Loại này là anh em không phải nghĩ rồi. Đây, quay từ trên xuống này. Đấy, anh em thấy chưa? Cực đẹp luôn. Thì nếu như anh em mà chúng ta muốn mua mà tiết kiệm tiền mà nó đẹp thì anh em có thể liên hệ mình bộ này nha. Đó, nhìn rất là ok này. Tem mác nó đây. Đúng độ Indo thì nó có cái dải dài chạy mã đây này. Là đúng độ Indo nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nha, 90 ngàn một bộ nha. Anh em nào lấy số lượng cũng liên hệ mình luôn. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Thì 90 ngàn một bộ cho bộ ốc này nha. Ốc đầu này thì anh em có thể gắn được cho rim Thái, Super rim, quay Alpha, quay Thái, quay tàu, rim tàu. Đó, cúp thì anh em cũng gắn được luôn. Rồi nói chung là anh em là chúng ta có nhu cầu mua món gì thì mua cái này thì liên hệ mình, giá là 90 ngàn, hoặc là anh em chúng ta mua về anh em gắn cho mấy cái xe 50 thì cũng ok. Ok luôn nhá. Rồi, giá là 90 ngàn một bộ, anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.